Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Em English. Hôm nay là thứ bảy, mình rất vui được gặp lại các bạn. Và hôm nay mình sẽ gửi cho các bạn một chủ đề rất là mới, đó là chủ đề về tần số. Nó không liên quan gì đến tiếng Anh nhé. Đây chỉ là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà mình đã học được từ cuộc sống này á, mình muốn gửi đến các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về tần số là gì trong cuộc sống chúng ta. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhé. Như chúng ta đã biết thì trong tất cả những cái vật nè, những cái thứ, những cái nói chung là trong tất cả những cái gì xung quanh cuộc sống chúng ta, nó đều có một cái phương thức thể hiện ở dạng tần số. Mình lấy ví dụ nha, chẳng hạn như là tần số của radio nè, tần số âm thanh của một tiếng của một cái con ong phát ra nè, rồi con voi nè, rồi tần số của giọng nói của chúng ta nữa, rồi tần số mà để đo cái nhịp tim của chúng ta nè, rồi tần số của âm nhạc nè, rồi tần số mà nói chung là những thứ mà nó có thể mang một cái tín hiệu âm thanh, hoặc là chúng ta có thể giải mã theo một cái lượng sóng siêu âm nào đó, thì nó cũng được gọi là tần số. Và ngoài ra, ở chủ đề này mình muốn nói đến đó là tần số của bản thân chúng ta. Có nghĩa là mỗi con người chúng ta đều mang một tần số nhất định, và tần số này có thể thay đổi khi chúng ta muốn thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ảnh hưởng của việc thay đổi tần số. Thì đầu tiên chúng ta phải biết rằng khi nào mà tần số chúng ta thay đổi trước đã. Lúc còn nhỏ, mình hay có những cái suy nghĩ rất là lạ. Mình từng hỏi một người bạn của mình là em mày, tại sao mà mình lại không gặp người này mà mình lại gặp người kia? Và tại sao mà có những người mà không còn chơi với mình nữa? Rồi tại sao mà có những người trở nên không phù hợp với mình? Đó. Thì mình thường hay hỏi những câu hỏi đại loại như vậy. Thì đến bây giờ mình mới có một câu trả lời, đó chính là bởi vì cái sự ảnh hưởng của tần số. Có nghĩa là mỗi chúng ta, mỗi một con người đều có một cái tần số riêng. Thì đến một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời đó, thì cái tần số này sẽ thay đổi. Thì những người phù hợp với chúng ta sẽ ở lại với chúng ta, và những người phù hợp thì không phù hợp nữa thì họ sẽ rời đi. Đó cũng là một cái nguyên tắc tự nhiên thôi, nguyên tắc tự nhiên mà chúng ta phải biết. Bây giờ thì những cái ảnh hưởng của sự thay đổi tần số, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mọi người. Thứ nhất là trong các mối quan hệ, thứ hai là trong môi trường sống, và thứ ba là trong cái cách suy nghĩ của chúng ta, thứ tư là trong việc ăn uống cũng như là việc thay đổi về cơ thể và sức khỏe của chúng ta, thứ năm là trong tình yêu. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những thay đổi của việc tần số thay đổi sẽ ảnh hưởng như thế nào nhé. Đầu tiên là trong các mối quan hệ, thì các bạn đã biết là chúng ta thường có rất là nhiều mối quan hệ, chẳng hạn như là quan hệ bạn bè nè, quan hệ gia đình nè, rồi quan hệ đồng nghiệp nữa và vân vân. Nhưng mà có hai loại quan hệ chính, đó là quan hệ gia đình và quan hệ bạn bè và quan hệ đồng nghiệp. Thì mình chia làm hai nhóm. Cái quan hệ, mối quan hệ gia đình đó là quan hệ bên trong, còn mối quan hệ bên ngoài đó là quan hệ về bạn bè và quan hệ về đồng nghiệp. Thì ở đây theo mình biết là quan hệ về bên trong thì nó mang một cái tần số gọi là tần số cá biệt. Có nghĩa là dù bạn ở tần số thấp hay là tần số cao thì bạn cũng phải liên kết với họ thôi, tại vì họ là gia đình của mình, đó gọi là tần số đặc biệt. Tần số này thì luôn phụ thuộc và nó không tách rời đi. Tiếp theo, một cái tần số gọi là tần số không đặc biệt, có nghĩa là tần số bên ngoài, đó là tần số về bạn bè và tần số về đồng nghiệp. Thì trong những mối quan hệ bạn bè, như các bạn đã biết thì có những người mình chơi với họ tầm khoảng 2-3 năm thì rất là phù hợp, rất là vui. Nhưng mà tầm một cái giai đoạn nào đó thì tự dưng mình cảm thấy là họ không còn phù hợp với mình nữa, và mình để cho họ rời đi, hoặc là họ tự rời đi theo một cái lý do nào đó. Thì đó cũng là một cái sự khác biệt của nhau về tần số. Và ngoài ra thì trong những cái mối quan hệ về đồng nghiệp, ví dụ như trong một cái môi trường làm việc đi, thì các bạn thường giao tiếp với những người họ sẽ có cùng một cái tần số với mình, hoặc là họ sẽ có một cái gì đó giống giống mình.
đó, thì chúng ta giao tiếp rất là tốt, chúng ta để lại thiện cảm rất là tốt với họ. Nhưng mà đối với một số người thì chúng ta lại không thể nào mà bắt kịp họ, hoặc là chúng ta không thể nào mà gọi là tiếp xúc được với họ. Thì đó gọi là sự khác biệt nhau về tần số. Các bạn có bao giờ mà đi vào một cái lớp học hoặc là vào một cái nơi nào đó mà tự nhiên chúng ta lại cảm thấy ở cái người này có một cái gì đó rất là đặc biệt, nó có thể thu hút mình, hoặc là bản thân mình lại có một cái gì đó rất là đặc biệt cảm thấy ở người này đó, hoặc là bạn cảm thấy thích cái thầy cô này, hoặc là bạn cảm thấy không thích thầy cô kia, thì đó cũng là một cái dạng tần số. Nó có sự kết nối giữa hai cái tần số, nó đồng điệu với nhau. Thì theo trong một số mối quan hệ như vậy á, thì nhiều bạn á, thường tỏ ra là băn khoăn, lo lắng là không biết tại sao nó lại như vậy, hay là chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho những người này họ tự rời đi, hoặc là một số người lại không thích mình. Thì các bạn cứ yên tâm nha, tại vì á, nếu mà bạn đã có một cái sự thay đổi về tần số trong cuộc sống của bạn á, hoặc là người kia có một sự thay đổi về tần số, hoặc là họ không bắt kịp tần số của bạn nữa, thì cái việc rời đi đó là việc tất yếu thôi. Ý mình là không phải là họ bỏ đi luôn hay là họ cắt liên lạc với mình, mà là chúng ta chỉ gọi là tiếp xúc với nhau trong một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không còn khăng khít nữa. Tiếp theo, trong môi trường sống, chẳng hạn như khi bạn năm đầu tiên bạn bước lên Sài Gòn đi, thì bạn ở nhà trọ, và năm tiếp theo tự nhiên có một cái giai đoạn là bạn cảm thấy là cái nơi này không còn phù hợp với mình nữa, nó chật chội hay là như thế nào đó, và bạn muốn ở một nơi tiện nghi hơn, thoải mái hơn. Tại vì trong cái thời điểm đó thì cái mức lương của bạn đã được ổn định rồi, và bạn muốn thay đổi cái nơi môi trường sống của mình đó, thì đó cũng là sự thay đổi về tần số. Và thay đổi về nơi làm việc cũng vậy. Chẳng hạn như bạn đang ở một công ty này, bạn làm việc cũng 2-3 năm rồi, nhưng tự nhiên một ngày nào đó bạn cảm thấy trời sao mình cảm thấy chán chỗ này quá, hay là mình cảm thấy mình không còn phù hợp với nơi này nữa, mà mình muốn rời đi, mà mình cũng chẳng có một cái lý do gì mà kiểu như là bị đồng nghiệp ghét, hay là bị áp lực công việc, hay là bị cái gì đó, không phải, mà là đơn giản là bạn cảm nhận của bạn, cảm xúc của bạn, nó cảm thấy là bạn không còn phù hợp với nơi này nữa, và bạn muốn rời đi để đến một cái nơi nào đó có một cái tần số cao hơn, với những người phù hợp hơn với bạn. Thì đó cũng gọi là sự thay đổi về tần số trong môi trường sống của mình. Và chẳng hạn thì họ chẳng hạn như là có một số người khi mà họ sống ở Việt Nam á, thì số của họ rất là cao. Ý của mình ở đây là có nghĩa là họ có một cái nhận thức cao, hoặc là họ có những cái thói quen, hoặc là tính cách gì đó rất là giống với những người nước ngoài nhiều hơn. Có lẽ là trong môi trường sống của họ tiếp xúc nhiều thì cái tần số của họ đã thay đổi, và họ cảm thấy là ở Việt Nam không còn phù hợp với họ nữa, và họ không tìm thấy được những cái niềm vui cũng như là những cái gì mà có sự kết nối với họ, và họ buộc phải rời đi. Đó, họ đến nước ngoài sống và họ lại hòa nhập với nơi đó rất là nhanh. Họ cảm thấy là cái nguồn sống nơi này phù hợp với mình. Đó, thì đó cũng là một cái dạng của sự thay đổi về tần số. Tiếp theo là trong suy nghĩ. Thì trong suy nghĩ của chúng ta, tần số, các bạn nên nhớ là tần số sẽ thay đổi bắt đầu từ suy nghĩ. Có nghĩa là ở một cái giai đoạn nào đó thì các bạn có những cái suy nghĩ khác. Chẳng hạn như vô tình các bạn đọc được một cuốn sách, nó chỉ dạy cho các bạn rất là nhiều thứ, và nó làm thay đổi cái mindset, cái suy nghĩ trong đầu của các bạn. Và từ đó thì các bạn có một cái suy nghĩ khác, nó không còn như trước nữa. Có một trường hợp như thế này. Người bạn của mình á, thì bạn đó bị rất là nhiều người phán xét, tại vì bạn đó lỡ thương một cái anh mà anh đó đã có gia đình rồi, nhưng mà anh đó đã ly dị rồi nha, nhưng mà vẫn bị người khác phán xét. Nói chung là họ có những cái cử chỉ hoặc những cái lời nói tiêu cực đối với bạn đó. Thì bạn đó tìm đến mình và hỏi mình là tại sao lại như vậy. Thì mình khuyên bạn á là mày đừng nghĩ gì cả, mày chỉ nghĩ đơn giản là mỗi người đều có một cái suy nghĩ khác nhau và một cái đánh giá khác nhau. Nếu mà họ
không có họ họ đánh giá theo mày ở một cái cách gọi là tiêu cực đó, thì chứng tỏ là họ không có đủ gọi là trải nghiệm, kinh nghiệm, nhận thức gì để đánh giá hết con người của mày. Nên đó, mày cũng đừng có buồn đó, tại vì mỗi người đều có một cái đánh giá riêng thôi đó. Mày cứ cho là họ không có mà khả năng đánh giá mày đi đó. Thì hoặc là một trường hợp khác là trong một cái lần mà mình dạy demo á, demo thì sẽ có rất là nhiều bạn bên dưới chấm cái phần trình bày của mình, phần thuyết trình của mình, phần giảng dạy của mình, thì có một số bạn thì đánh giá là không tốt về mình hay là như thế nào đó. Thì mình cũng xem những cái đó giống như là một cái gọi là bài học cho mình cần phải học hỏi thêm nhiều ở người khác từ những cái lời đánh giá của họ. Và ngoài ra thì mình cũng suy nghĩ theo một hướng khác, là mình chỉ thật sự là mình chỉ rút nhiều kết quả hơn cũng như có nhiều kinh nghiệm hơn từ những cái lời nhận xét của một cái gọi là giáo sư hay là một tiến sĩ, thạc sĩ ở trình độ trên mình thôi. Còn đối với những người mà trình độ thấp hơn mình đó, thì họ sẽ có một cái kiểu đánh giá nó hơi gọi là chủ quan. Nên mình cũng thật sự là mình cũng cũng cảm thấy gọi là không có bị vật vã hơn trong cái việc mà suy nghĩ là người ta sẽ đánh giá mình như thế nào, mà mình chỉ tôn trọng cái việc mà những cái sự đánh giá từ những cái người mà level cao hơn với mình thôi. Tại vì theo mình thì họ sẽ có đủ những cái kinh nghiệm và nhận thức để mà truyền tải, để mà đánh giá mình một cách chính xác hơn. Thì bây giờ ngoài ra trong cái suy nghĩ đó, khi mà tần số của bạn đạt ở mức cao hơn đó, thì những người khác đó, họ sẽ không có cái kiểu suy nghĩ giống bạn. Cũng như là trong quá trình mà giao tiếp đó, với họ thì bạn cảm thấy là mình rất là khó để mà nói chuyện với những người này. Có thể là mình nói là người ta không hiểu, hoặc là người ta nói thì mình cũng không hiểu. Đó là cái sự khác nhau. Và có một điều là thường thì những người mà có cùng tần số với nhau thì tự nhiên họ sẽ thu hút lẫn nhau. Chẳng hạn như trong một cái tập thể nào đó thì bạn cảm thấy là bạn thích một vài người mặc dù bạn chưa gặp. Hoặc là như thế nào đó không biết, hoặc chưa nói chuyện luôn, nhưng mà bạn đi nghe người đó là bạn lại cảm thấy thích người đó đó. Thì nó là cái mục gọi là cái sự đồng điệu về tần số ha. Và tiếp theo trong việc ăn uống thì việc ăn uống ở đây nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái cơ thể của bạn, cái năng lượng của bạn, giống như là cũng như là cái sức khỏe của bạn. Mình có một người bạn là tự dưng đến năm 16 tuổi thì bạn đó lại ăn chay. Thì bạn đó nói với mình là thật sự là tao không biết tại sao nữa, bỗng dưng tao không còn ăn mặn được, không còn ăn thịt nhiều. Nói chung là ăn vào thì cơ thể tao không chịu được, nó lại ói ra, hoặc là nó có rất là cảm thấy rất là khó chịu, và tao bắt buộc phải ăn chay. Đó, ăn những cái món ăn mà gọi là healthy chứ không phải là ăn chay hoàn toàn nha. Thì trường hợp này á, có thể hiểu là bạn đó đã bị thay đổi về tần số đó, nên cơ thể của bạn đó sẽ không còn phù hợp với việc ăn mặn nữa, và bạn phải chuyển sang việc là ăn chay đó, ăn những món ăn mà giàu chất dinh dưỡng hơn đó. Thì đó cũng là một cái biểu hiện của việc thay đổi tần số. Và ngoài ra thì cơ thể của các bạn nó sẽ thay đổi. Ví dụ như khi mà mình ăn những thực phẩm tốt này thì cơ thể của mình sẽ trở nên tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Đó, nó những thật sự là những cái thực phẩm này nó có một cái sự gọi là tần số cao. Đây là những thực phẩm có tần số cao. Còn những thực phẩm mà có tần số thấp á, gây độc hại cho cơ thể của mình, cho suy nghĩ của mình, thì đó là những thực phẩm chẳng hạn như là thịt, cá, thịt. Đó, thì nó là những cái thực phẩm có tần số thấp. Còn những thực phẩm mà đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này thì được cho là những thực phẩm có tần số cao. Và mình cũng hy vọng là nếu như mà một số bạn gặp phải trường hợp này cũng đừng lo lắng nha. Chủ yếu là các bạn phải cố gắng quen tạo điều kiện, tạo cơ hội để mà thích nghi với việc thay đổi tần số trong cơ thể của mình. Và một điều nữa đó là việc thay đổi tần số trong tình yêu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì
thì các bạn phải biết là khi mà một người thay đổi về tần số thì kéo theo là phải bỏ lại những cái người mà không cùng tần số với họ, thì họ buộc phải rời đi thôi. Nên các bạn cũng cố gắng, nói chung là cũng phải hiểu ra là bản thân mình đã thay đổi nên mình cần phải tìm một cái gì đó nó phù hợp hơn đó. Có một câu chuyện là như thế này. Bạn của mình nữa, bạn đó thì ngày trước á, bạn đó cảm thấy lúc nào bạn đó cũng cảm thấy là gọi là bị cảm thấy là không phù hợp với bất cứ ai hết, rồi cảm thấy buồn vì hoàn cảnh gia đình. Mặc dù là bạn ấy là một người tốt, nói chung là mọi thứ đều tốt, bạn ấy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, nhưng mà vì một cái lý do về gia đình thì bạn ấy lại cảm thấy buồn đó, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy không phù hợp với ai hết. Và bạn ấy cảm thấy là giống như là bạn làm sự lựa chọn của người khác, có nghĩa là người khác có quyền chọn bạn hoặc là không chọn bạn, chứ bạn không nghĩ bạn là người có quyền lựa chọn người khác đó. Nên bạn ấy rất là buồn, và có một thời gian là bạn đó muốn thay đổi bản thân mình, bạn ấy quyết định nâng tần số của mình lên bằng việc là bạn ấy cố gắng học nè, rồi cố gắng trau dồi kiến thức nè, cố gắng, nói chung là cố gắng trở thành một con người khác, con người mới hoàn toàn đó, trong suy nghĩ nè, trong những cái gọi là hành vi, trong những thái độ và trong cuộc sống và vân vân và vân vân. Bạn ấy cố gắng nâng tần số của mình lên, và các bạn biết là kết quả như thế nào không? Là đến một ngày á, bạn đó tìm được một cái người, một người là người đó rất là thương bạn, nhưng mà bây giờ thì tần số của bạn đó đã thay đổi, đã mang một cái tần số khác rồi. Có nghĩa là bạn đó bỏ lại những cái gì đó thuộc về quá khứ, những cái nỗi buồn đó, những cái điều không vui thuộc về quá khứ bạn đó bỏ qua hết, và bạn đó tự tin với bản thân mình rằng mình đã là người được quyền lựa chọn người khác đó. Thì với cái tần số cao á, bạn đó có được quyền lựa chọn người khác đó. Nhưng mà khi mà bạn gặp một người mà bạn đó yêu thương á, thì tiếc là người đó lại là đang ở tần số thấp hơn bạn. Và người đó cũng nói với bạn rằng là tôi không xứng đáng với bạn, hoặc là bạn rất là đẹp, hay là như thế nào đó. Bạn còn có những cái điều mà tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn trong cuộc sống của bạn. Đó, thì các bạn biết là cảm xúc của bạn của mình đó, lúc đó thì bạn đó cảm thấy rất là buồn. Tại vì khi trở thành một người mà được quyền lựa chọn người khác á, thì bạn đó chọn đúng ngay cái người mà thuộc tần số thấp. Tần số thấp ở đây không phải là thấp quá nha, mà là ý của mình muốn nói đó, là cái người này chưa giải quyết được những cái quá khứ của họ, có nghĩa là chưa buông bỏ hết, chưa cảm thấy là tự tin đó, họ luôn tự ti về quá khứ. Thì bạn của mình đã quyết định là cho cái người bạn đó khoảng thời gian là tầm 2-3 năm gì đó, để mà gọi là hàn gắn, để mà chữa lành cái vết thương của họ đó, chữa lành những cái đứa trẻ bên trong của họ, để mà có thể nâng tần số của bạn của họ lên cùng tần số với cái bạn, người bạn của mình đó. Thì đây là một cái gọi là sự đồng điệu. Nói chung là trong tình yêu á, thì hai người đến với nhau thì hai người đó phải đầu tiên phải có cùng một sự đồng điệu nào đó, phải có cùng tần số nào đó đó, thì họ mới có thể hiểu được cái ý muốn của người còn lại. Và khi mà chúng ta gặp trường hợp là không cùng tần số thì chúng ta cũng nên hiểu rằng mình nên cho người kia một cái khoảng thời gian để mà hàn gắn, để mà chữa lành đó. Tại vì đôi lúc á, không phải là mình còn một người cùng tần số đâu, mà mình cần một người có được cái mà mình cảm thấy là người này có được hơn là những người khác. Chẳng hạn như là bạn cảm thấy là người này sẽ có được cái sự đơn giản nè, rồi sự vui vẻ nè, hoặc là sự thân thiện, hoặc là cái sự tốt bụng đó. Đó là những cái mà bạn mong mỏi ở người kia, và bạn tìm được người đó rồi. Nhưng nếu mà không cùng tần số thì bạn cũng phải biết cho người kia dành thời gian để mà tự chữa lành bản thân họ. Và bạn nhớ là bạn đừng có thúc ép người kia để mà người kia gọi là đẩy nhanh quá trình nó chữa lành, không được nha. Phải để cho họ tự chữa lành bản thân của mình. Và một điều là mình muốn tóm lại ở đây là trong cuộc sống này
thì mọi người đều có một cái tần số riêng với nhau hết. Và những người có cùng tần số thì họ sẽ tự động thu hút nhau. Và nếu như mà bạn là người không cùng tần số với họ thì bạn phải biết cố gắng nỗ lực để mà có được cái tần số cao hơn. Từ những cái việc chẳng hạn như mình phải thay đổi bản thân mình nè, rồi phải thay đổi nhận thức nè, phải học hỏi nhiều hơn. Đó. Đó là một cái quá trình dài và nó sẽ giúp cho bạn trở thành một con người khác đi và bạn sẽ có được một cái cuộc sống gọi là mới và tốt hơn khi mà bạn có được một cái tần số cao. Thì thật ra là có khi bạn cảm thấy cô đơn tại vì rất ít người có thể hiểu được bản thân của mình, nó hiểu được mình đang ở vị trí nào, hiểu được mình cần gì. Và thật sự là những người ở tần số cao thì họ rất là cô đơn. Họ rất là cô đơn bởi vì họ đã là một người khác biệt rồi. Họ đã là một người khác biệt. Họ có thể nhìn thấy được những cái gì đang diễn ra. Họ hiểu được bản thân họ muốn gì. Đó, họ đã là khác biệt. Nên nếu mà một bạn nào muốn mình ở tần số cao thì trước tiên các bạn phải chấp nhận sự thay đổi và chấp nhận sự cô đơn chứ. Nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ có được những thứ mà bạn hằng mơ ước. Có được quyền để lựa chọn một người khác nè. Rồi có được những cái phù hợp sẽ đến với bạn đó. Và các bạn sẽ cảm thấy là bao dung hơn cho những cái mà đã rời đi. Khi mà các bạn nghĩ rằng nó đã không phù hợp với mình nữa, không cùng tần số với mình nữa, và điều rời đi là một cái sự bắt buộc. Ở đây mình có một cái câu là in height frequency relationship, the marks come up, the music plans, and the dance proceeds with the right purpose. Câu này có nghĩa là khi mà trong một cái gọi là tần số gọi là cao á, trong những cái mối quan hệ á, thì cái lớp mặt nạ sẽ được gỡ bỏ. Có nghĩa là khi mà bạn đứng ở một cái tần số cao thì những người ở tần số thấp thì họ sẽ không phù hợp với bạn nữa. Và mọi thứ sẽ được lọc bỏ hết, được gọt sữa, được rời đi, nó được thay mới. Và những cái điều mà phù hợp đó, nó sẽ tạo nên một cái gọi là một cái great purpose, gọi là cái mục tiêu to lớn hơn. Đó là những cái âm nhạc phù hợp nè. Và những cái gọi là sự bắt đầu cho những cái cuộc hành trình mới. Nó phù hợp hơn, nó đến với bạn cho những cái điều mà tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Ok, rồi bây giờ mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe về chương trình Em English của mình. Và chúc các bạn có một ngày thứ bảy thật vui vẻ. Và mình cũng hy vọng rằng các bạn có thể hiểu được một chút xíu nào về tần số. Và chúng ta có thể cải thiện được tần số của bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại.